Hello, xin chào tất cả mọi người. Clip này thì mình sẽ đi rank cùng Clan Ares và chúng ta sẽ gặp Clan King. Đây là khẩu M4 một rốt, nó được khoác lên mình một bộ áo mỏng tanh và để lộ hết hàng ở phía bên trong. Nó là mình liên tưởng đến những cái gì đấy sâu sắc nhất về thời cấp 3. Đấy, mình lại nhớ lại những bạn gái thời cấp 3 mặc bộ áo dài mỗi sáng thứ hai. Đấy, mình chỉ nghĩ đến đấy thôi. Còn ai thì nghĩ xa hơn thì có thể comment ở phía dưới. Mình thì mình không nghĩ đến tối đâu. Mình thì nghĩ đến những vẻ áo dài thướt tha khi mà nghĩ về Việt Nam thôi. Đấy, Việt Nam thì chuyên áo dài mà. Đấy thôi, mình sẽ ngắt tại đây. Tại vì càng nghĩ càng xa, không liên quan gì đến khẩu súng. Nó liên quan một cái phần gì đấy khá là ít. Đây rồi bạn ơi, không thấy mình à? Thằng này nhanh quá, ánh mắt thì cứ thích đưa đi đâu ấy. Chắc chắn là có gái trong cái khu vực B rồi nên mới thu hút ánh nhìn của bạn ấy, chứ thực sự là mình không được đẹp bằng. Á đù, mình cũng là Sonoko, thằng kia cũng là Sonoko, chắc là thanh niên không biết là chọn ai, cứ tưởng là mình ở trong đấy. Thấy mình rồi, mình biết là những thanh niên này biết mình. Và cách để lấy được cây này thì mình cũng chịu nhá, ai mà cứ hỏi lấy cái cây này ở cái chỗ nào thì mình cũng chịu, tại vì anh em inbox cho mình và cho mình một cái code, mình nhập vào thì mình nhận được hai cái món đồ này, đó chính là M4 một rốt và nhân vật Sonoko. Hai con này là một cái combo của cái code, và code thì chắc là giao thông với lại admin thì mới lấy được thôi. Mình nói vậy thôi nhưng mình có tham khảo là hình như là chơi cái tựa game Audition hay là gì đấy để nhận được cái code này, nhưng mình không rõ là cái phương thức là nó như thế nào, tại vì cái code thì tự dưng nó nhét vào mồm mình rồi mà, cái đích nào mình cũng không quan tâm luôn. Ai biết thì hãy comment. Mình cũng lười hỏi quá. Mình thấy các bạn cũng cài được rồi thì mình cũng lười hỏi. Sau thì có vài bạn inbox cho mình cho mình code. Rồi tính nói cho mình đâu rồi? Thấy rồi. Thấy một bạn nhân vật nữ Sonoko lướt qua cái tầm nhìn của mình. Này thì Sonoko này, đi học thì không lo học, mày cứ thích vào làm blacklist. Rồi, mút bom thôi, chết nhầm, mút iPhone thôi. Đấy, làm blacklist thì khổ nhất là phải đi vứt bom cho người ta nhặt. Đấy, người ta nhặt không xong lại nổ sấp mặt lờ. Cái gì đấy? Mày tuy nhiên lại giở trò đồi bại với lại cái khung chat rồi. Mỗi lần mà mình vào bắn ấy, là cái khung chat của mình nó tràn ngập được những cái ô comment. Thật là VL. Các bạn ơi, hãy tha cho cái ô comment của mình, tại vì cái ô của mình nó choán hết cái màn hình rồi. Rồi, phải quan sát kỹ thôi. Nếu mà nó đục lên thì nó móc mình. Và chắc chắn là bom sai B là cái địa điểm để tự trường rồi. Tại vì anh em tập trung vào đấy đông quá. Đi học mà cứ thích vào B không biết. Cứ thích thả thính trong B. Tụi tôi thì iPhone thì thằng nào chả thích. Thằng nào cũng thích hết thôi. Thế là bom rơi chết nhầm, iPhone rơi thì phải đi nhặt thôi. Chết rồi kìa. Thế đếch nhau đùa. Ủa ơi, cái đinh mới rảnh tay tí thôi. Thế đeo nào, móc ngay cho lưng. Không sao, chúng ta sẽ cùng ngáo ngơ một trận thôi. Qua trận khác chúng ta phải bắn tốt hơn. Rồi, chết một lần nữa nha. Chết lần thứ hai là mất tin nhiều lần nữa. Thế luôn ấy. Mình mà từ cái lần tin thứ ba ấy là kiểu gì nó cũng phải nói là mất liên hoàn. Đấy, mất ít thì nó không phải đạo. Đâu rồi, sao lại đường A không ai đi nhở? Thật là hư cấu. Úi dồi, ngồi cam ở cái khu vực mic này. Thật là VL. Anh em có gái ở đấy à? Thế đéo đồng đây. Úi dồi, 89 tiết. Đâu rồi, bạn ơi quay lại. Chắc chắn là sang hơi hẻm B rồi. Hẻm mic rồi. Cái dốc B anh em hay gọi là thế. Thấy rồi, đủ lên này. Yếu rồi. Chết nè. Bom nè, né đi. Né. Hai thằng. Rồi, bên kia còn có hai người nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng xem hai anh em ở bên Clan King sẽ đẩy lên như thế nào khi mà bên mình gấp đôi lượng người. Chắc chắn là thua thôi, tại vì 4 mà. Này thì đẩy lên nhà này, cứ thích nguy hiểm cho lắm vào.
Bom ở đây, iPhone ở đây, ai dám đấy nhỉ? Cứ rơi ở iPhone là cứ xác định là nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi. Mày ai thấy trước là của người đấy nhỉ? Á đủ. Cái gì đây? Ai? What the fuck? Thế nên nào tự dưng lại lượn vào mồm mình chứ. Mệnh gì thật. Qua cái mắm gì? Đùa, ăn hình thôi. Đỏ quên đi, anh chết nhầm đen quên đi. Do hình thôi. Lại một băng camic. Thật là VL. Chúng ta có thể gọi đó là một mả, chứ không phải là một băng nữa. Ghê thật đấy chứ. Bọn ấy thích camic ấy nhở. Anh em sniper đâu? Lôi ra hãm hiếp chúng nó xem nào. Rồi nó bắt đầu bắt từng người team mình. Từng người phải nằm xuống. Và team mình hơi tạ ấy nhở. Kính B không được rồi. Cho mình sẽ đẩy lên để móc bọn nó. Nhưng mình cũng phải quan sát kỹ. Tại vì nếu mà nó móc lại thì hơi bị khoai. Đâu rồi? Bắn nhau như điên. Đợi mình. Anh em bình tĩnh nhá. Á đù. Rớt iPhone rồi. Cái gì đấy? Lại thanh niên này thả thính. Mệnh đây là thính nhá, không phải bà đâu. Vâng, mình phải té rồi. Khi mà kill được người thì mình phải quan sát. Tại vì tụi nó chạy lại móc thì mình rất là khó để ăn được. Để xem. Mình nghĩ là nó sẽ không thủ ở đây. Tại vì nó đổi chỗ rồi mà. Đây rồi. Ôi, cái định mệnh gì vậy? Đứng cao thế. Đi học mà đứng cao thì không được đâu. Người ta thông nát áp bây giờ. What the hell? Thôi xong rồi, nát rồi, nát. Hay lắm, vẫn kêu được một người. Và chúng ta sẽ nhận được cái kết là thua SML. Có lẽ là sẽ bị lật kèo. Đừng để điều đấy xảy ra các bạn ơi. Các bạn ơi, đừng có để mình gánh. Mình là thằng chiến bay nó tiếp đéo để mình gánh. Không thể tin được. Này đi. Ôi rồi, kinh vách. Mình sẽ chấm dứt và không nói nữa. Kinh quá. Mình tí nhá, đẩy lên ở cái hướng đấy. Tại vì mình mét hướng đấy mà. Mình hay đẩy cái hướng đấy lắm. Nhưng chắc là không được rồi. Team mình nát quá. Úi dồi, nó bắn SML. Nó bắn tung cả đít. Ghê thật đấy chứ. Các bạn ơi, bình tĩnh thôi. Bắn gì ghê vậy? Cùng là học sinh với nhau. Thế đấy nào. Sonoko thì mình có liên tưởng đến là học sinh. Tại vì cái nhân vật học sinh nó rất là đẹp. Còn những cái thằng khác thì thôi đi. Có cả IS nữa. Lên đi móc nhanh lên. Đi nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi, đi chậm nữa. What the hell? Đi chậm là cái gì? Bị như mình lúc nãy, mình cũng quan sát nhiều. Nhưng mình đi nhanh hơn. Mình đi một mạch luôn mà. Nhưng vẫn không kịp. Rồi, thôi xong. Nát bím. Sẽ bị lật kèo rồi. Tại vì khi mà mình bị mất trinh những lần 2-3. Thì những lần khác thì mình sẽ bị mất tiếp theo. Đấy, cái tâm lý của mình thì nó như thế. Mỗi lần mà chết nhiều thì mình lại càng fit bạn nhiều hơn. Đấy, có thể gọi mình là thánh fit rồi ấy. Không ai gánh được mình đâu. Chỉ có mình mới gánh được mình thôi. Á đủ. Ghê. Có một người đẩy sang cái hướng này. Rồi lên đây. Bố mày lại sợ mày quá. Không xuống thì bố mày đẩy thôi. Á đủ. Vai thật bị móc. Trời ơi, không ai kinh mic kìa. Đéo lên đi kia. Nó đi vào như trốn không người. Mệnh thế luôn ấy. Mic mà không để ý thì thôi rồi. Thua rồi. Không hơn rồi. Team này tạ quá. Sao clan AZ bắn không được ổn lắm. Mình đi với mấy clan khác người ta còn gánh mình thôi. Mình ít khi gánh lắm. Đây mình gánh người ta thì xác định cái team này hơi bị gà rồi. Nói thẳng là như thế luôn. Ai mà để mình gánh là người đấy là gà thôi. Tại vì mình gà mà. Đích đâu lại để mình gánh. Đùa. Hay quá. Cân được rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục nào. Fix tới 4 mạng rồi. Ghê quá. Có lẽ chắc là những pha tiếp theo là mình lại fix mạng rồi. Cố lên. Chúng ta sẽ thắng. Bình tĩnh rồi. Bọn này Kamik hơi bị ghê. Vừa nói một câu thôi. Một lũ ngay ở mic. Ghê thật.
phải ném ngay quả smoke để che đi cái tầm nhìn, tại vì không thể kênh được mic. Mà đúng thật, không thể ai kênh được mic được, bọn nó cam kinh quá. Này thì cam này. Rồi đua TMP. Thôi xong rồi. Ui, cái gì vậy? What the hell? Khoái quá, chắc là thua rồi. Thua nữa rồi. Cái kết là thua, nên mình sẽ tua đến trận cuối luôn. Tại vì những trận sau thì mình cũng không làm được gì. Những cái pha sau mình run tay quá, mình không làm được gì hết. Ui, móc ra hai thằng kia. Thôi xong rồi. Thua rồi. Ném flash vào làm cái gì? Mấy đồng đội. Rồi cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.